cái bàn nó làm được. Được. Làm được có bàn nó đứng ra nhộn nhộn được không? Được. Nhộn 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 rồi ổng nhộn nhộn gì cũng bàn nó nhầm nhộn á. Rồi con nói gì nữa? Muốn hỏi gì nữa? Con khó. Rồi con nói con Thanh có thương mẹ không? Có. Tại sao con thương mẹ? Mẹ đạo. Rồi rồi gì nữa? Đại có nhiều mẹ đại con. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Bà. Rồi gì nữa? Hết tóc cho hết lèo rồi. Con mẹ lo cho con. Mẹ thương con, mẹ lo cho con rồi ha. À, có hiếu lắm á. Ừ, nhưng mà mẹ đánh con cũng nhiều lắm á. Đúng không?